Nguyên tắc của khởi nghiệp: trong vòng 3 năm đầu bạn phải làm 150% công sức, sức lực của bạn so với đi làm thuê, thậm chí làm đến 300%. Thì đấy là cái quy luật tự nhiên tất yếu, nó phải là như vậy. Cho nên là việc đầu tiên là bạn vất vả thì đừng có gì ăn nợn, chỉ cần trong đầu bạn lóe lên một suy nghĩ thôi: mệt rồi, mai nghỉ. Bạn tin tôi đi, ngày mai bạn bò dậy bạn cảm thấy cực quái, và trong đầu bạn tự bạn thuyết phục bạn là hôm nay nghỉ. Còn nếu mà trong đầu bạn một tinh thần là khởi nghiệp, là vất vả đấy, nỗ lực lên, ốm uống thuốc bò dậy mà đi làm, thì đảm bảo rằng kể cả cái ngày ốm bạn bước đi, bạn vẫn không hề có một tà niệm nào.